câu lạc bộ, các đội văn nghệ của các đội ngày hôm nay, hội người cao tuổi, hội phụ nữ đã cùng trở về rất là đông để tập luyện hăng say những tiết mục trong những ngày qua và cùng kính dâng lên ngày lễ dỗ tổ của Tổ quốc chúng ta những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đây là lời ca tiếng hát dâng lên mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ dỗ tổ, và chúng tôi xin được trân trọng chào đón những tiết mục văn nghệ sẽ cùng diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời quý vị hãy cùng chào đón câu lạc bộ Hướng Dương Liên Phương. Thưa quý vị, với tiết mục Vào Chùa sẽ trở lại với sân khấu ngay lúc này. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón tiết mục đầu tiên cùng kính dâng lên ngày lễ dỗ tổ của chúng ta. Xin mời tiết mục Vào Chùa. Mệt lắm, mệt. Tôi tin mà nghe. Lời đầu tiên, cho phép dân ca xin gửi lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại Tổ quốc. Lời chúc sức khỏe xuân mới, gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cát tường